Thưa quý vị, cùng với các địa phương khác, đến nay, huyện Hòa Vang đã hoàn thành công tác tổ chức Đại hội chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025, đảm bảo tiến độ và chất lượng. Đặc biệt, địa phương đã triển khai thực hiện chủ trương nhất thể hóa chức danh Bí thư kiêm trưởng thôn, Phó Bí thư kiêm trưởng ban công tác mặt trận thôn theo tinh thần nghị quyết số 04 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. Với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, Đại hội chi bộ thôn Bắc An, Đảng bộ xã Hòa Tiến đã tín nhiệm bầu trưởng thôn giữ vai trò bí thư chi bộ thôn nhiệm kỳ 2022-2025. Ngoài chi bộ này, thì xã Hòa Tiến còn có một bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn tại thôn Nam Sơn. Trong khi đó, qua thực hiện công tác nhân sự tại Đại hội 12 chi bộ thôn thuộc Đảng bộ xã, thì cũng đã có 8 phó bí thư kiêm trưởng thôn hoặc trưởng ban công tác mặt trận thôn. Với vai trò vị trí là vừa bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, về cái thuận lợi thì và trong công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành là nó tương đối rất dễ dàng, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Về khó khăn thì bản thân vừa kiêm bí thư trưởng thôn, đây là một xác định là đây là một trách nhiệm nặng nề phía trước, bản thân còn cần phải năng nổ nhiệt tình, dám nghĩ, dám liều, dám chịu trách nhiệm trước đảng và nhân dân. Đảng bộ huyện Hòa Vang có 247 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, trong đó có 113 chi bộ thôn. Theo tinh thần nghị quyết 04 của Ban Thường vụ Thành ủy, trong quá trình chỉ đạo tổ chức đại hội, đảng ủy các xã đã ra soát và làm việc đối với cấp ủy chi bộ thôn về công tác nhân sự, thống nhất dự kiến số thôn thực hiện kiêm nhiệm, đồng thời kịp thời chỉ đạo để tháo gỡ các khó khăn tại từng chi bộ. Một mặt là chúng tôi rà soát nhân sự bầu cử trưởng thôn, sau đó làm việc với ban thường vụ các đảng bộ cơ sở trên cơ sở cân nhắc về tiêu chuẩn độ đức rồi năng lực và đặc biệt là cái sức khỏe để làm sao mà tiếp tục là vận động các đồng chí mà đã bao giờ trưởng thôn rồi là đảng viên thì ứng cử để tiếp tục bầu vào bí thư chi bộ. Trên tinh thần đó thì qua cái rà soát cũng như là bằng nhiều cách thì chúng tôi động viên số đồng chí là giữ hai nhiệm vụ như vậy. Cho nên vậy trên cái tinh thần của đảng thì nhiều đồng chí cũng đã xung phong ứng cử vào chức danh bí thư. Chủ trương này hết sức là đúng đắn, tại vì khi mà đồng chí bí thư chi bộ mà tiếp nhận được cái những cái chủ trương, cái chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước và kiêm luôn cái bí trưởng thôn ấy, thì cái việc triển khai là hết sức thuận lợi. Đặc biệt là cái sự đồng thuận của cấp ủy, cái sự lãnh đạo này thì xuyên suốt, chứ không có một cái vướng mắc nào hết. Cho nên hết sức thuận lợi trong cái việc mà lãnh đạo mà vừa điều hành tại thôn. Ngay trước khi các chi bộ thôn đại hội, thì cũng là thời điểm huyện Hòa Vang tổ chức bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025. Đây cũng là thuận lợi và trên cơ sở này, qua đại hội các chi bộ thôn đã có 17 trưởng thôn được bầu là bí thư chi bộ thôn. Bên cạnh đó cũng đã có 33 phó bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn và 23 phó bí thư chi bộ thôn kiêm trưởng ban công tác mặt trận thôn. Những cá nhân vinh dự được dân tin đảng cử này kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn Hòa Vang ngày càng thêm khởi sắc.